Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Văn TV. Và theo yêu cầu của các bạn thì hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc loa Bluetooth siêu nhỏ cầm tay nha các bạn. Ở đây thì mình đã chuẩn bị hai con loa này rồi. Và ở đây thì có thêm một cái kit in mà mình mới in 3D các bạn nhé. Đây sẽ là cái phần vỏ hộp loa các bạn. Đó, nhìn đẹp không? Rất đẹp luôn các bạn. Đây, thiết kế theo kiểu góc cạnh nhá. Và thêm một cái loa cộng hưởng theo cái phong cách là cổ đại nha các bạn. Cổ điển nhỉ các bạn. Chưa đến mức cổ đại các bạn, đấy cổ điển thôi, kiểu như mấy cái loa để bàn ngày xưa các bạn, nó hay có cái màng loa rất là to đây, thì cái này nó chính là cái lỗ tiêu âm để còn cộng hưởng âm thanh ra bên ngoài nha các bạn, đấy. Có lỗ nha các bạn chứ không phải là đặc đâu. Cái này thì mình in hai màu, trên là màu đen, dưới là màu đỏ, rồi các bạn rất là nhìn kiểu rất là cổ luôn các bạn, đó và rất là nhiều pin nha các bạn, mình có thể sử dụng trực tiếp pin để đều trong này, đó sẽ sử dụng hai loa ở hai bên. Hai con loa này thì các bạn đã biết rồi đấy. Nó sử dụng cái nam châm gọi là nam châm đất hiếm đấy các bạn, và cái độ rung của nó thì cũng cực kỳ lớn các bạn, đó vừa khít luôn các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp ráp lại cho mọi người cùng xem nha. À quên, còn đây nữa, đây là mạch âm thanh các bạn, thì mọi người có thể sử dụng cái mạch này để ra loa những cái loa công suất lớn cũng được, những cái loa to cũng được các bạn nhé. Đây là hai đầu ra loa này, một là loa trái, hai là loa phải các bạn, nó sẽ có hai kênh nhá. Đó, con này thì nó có thể sử dụng cả cái Bluetooth các bạn, tức là kết nối điện thoại các thứ các bạn. Và ở đây thì nó có sử dụng cái dòng từ 9V tới 24V nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng trực tiếp cái jack 3.5mm cắm từ điện thoại vào đây để còn nghe nhá. Sử dụng cả được cả USB nha các bạn. USB thẻ nhớ các thứ thì các bạn sử dụng đầu độc thẻ cắm vào đây. Đó, rất là nhiều những tính năng trên cái chiếc mạch âm thanh này các bạn. Bộ kích âm thanh các bạn. Đó, đây là cái volume điều chỉnh to nhỏ âm lượng các thứ các bạn nhé. Đó các bạn, loa gọi là đó các bạn, nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà căng nét các bạn, kiểu rất là da gì và này nọ các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp nốt cái loa cộng hưởng này vào đấy, cho thêm cái kiểu phong cách gọi là cổ điển đấy các bạn. Anh em phải bịt kín hết tất cả các lỗ lại nha, vì bát nó mới chắc đấy, cứ để hở hở ra là bát nó không không có bát các bạn.